có nhiều cường thịnh. Giới thiệu các bạn máy đóng khoen báo tự động. Máy đóng khoen báo tự động này thì có thể đóng khoen từ 6 đến 12 mini với các bộ chày cối khác nhau. Thì để muốn đóng khoen có đường kính khác nhau thì chỉ cần thay bộ chày và cối. Và bộ cấp phôi này thì cấp phôi từ 6 đến 12. Đây là đồng hồ hiển thị số lần đã đóng khoen. Được tắt bật ánh sáng. Tắt bật laser. Trong quá trình sử dụng ấy thì cần cài đặt tốc độ đóng khoen nhanh hay chậm. Muốn cài đặt như vậy thì ấn giữ menu. Nút này là tăng này, nút mũi tên điều chỉnh laser là tăng này. Thì max là 4.500. Min là 1.000. Tôi đã để 1.600. Tôi ấn menu. Việc đóng khoen khá đơn giản, chỉ cần đưa vị trí mình muốn đóng vào và bật dậy bàn đạp. Máy báo hiệu kêu là khi khoen nó chưa được vào vị trí cấp phôi hoặc là khoen nó bị kẹt. Cái này thì cần điều chỉnh lại cho khoen nó kẹt vào ta.